Đây là phiếu nhập kho ngày 19 tháng 1 với nội dung là nhập kho thành phẩm. Sau khi đưa nguyên vật liệu vào quá trình sản xuất để tạo ra thành phẩm, thì chúng ta sẽ thực hiện lập phiếu nhập kho và căn cứ vào lệnh sản xuất của thành phẩm đó để chúng ta thực hiện nhập kho. Và để kiểm tra được đây là phiếu nhập kho của lệnh sản xuất nào, thì các bạn sẽ căn cứ vào mã sản phẩm là gạch đặc loại 205 với số lượng nhập kho là 34.600. Chúng ta sẽ vào phân hệ kho và mở đến lệnh sản xuất, kiểm tra lại toàn bộ lệnh sản xuất, trong đó có lệnh sản xuất của ngày 14 tháng 1 với mã thành phẩm gạch đặc loại 205 và số lượng yêu cầu sản xuất là 34.600. Như vậy, đây là phiếu nhập kho theo lệnh sản xuất của ngày 14 tháng 1. Thành phẩm được nhập kho sau đó sẽ làm tăng kho thành phẩm. Chúng ta sẽ phản ánh với bốt toán nợ cho tài khoản 155 theo thông tư 133 hoặc 1551 theo thông tư 200. Có cho tài khoản 154, phản ánh tập hợp toàn bộ các chi phí để chúng ta có được thành phẩm đó chính là phản ánh giá vốn của thành phẩm. 154 này sẽ được tập hợp lại bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung. Các bạn sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm như sau. Chúng ta sẽ mở đến lệnh sản xuất của ngày 14 tháng 1. Với thứ tự của việc lập lệnh bao gồm lập lệnh sản xuất, lập phiếu xuất kho và cuối cùng là nhập kho thành phẩm. Sau đó, khi chúng ta thực hiện lập phiếu nhập kho nhưng chưa được tích vào lập phiếu xuất kho thì các bạn phải nhớ đưa nguyên vật liệu vào sản xuất trước rồi chúng ta mới có cơ sở để lập phiếu nhập kho. Mở lệnh sản xuất của ngày 14 tháng 1 và tích chọn lập phiếu nhập kho. Với nội dung là nhập kho thành phẩm sản xuất, người giao hàng là nhân viên Trần Thị Quyên. Diễn giải chúng ta sẽ phản ánh nhập kho thành phẩm theo lệnh sản xuất của ngày 14 tháng 1 năm tài chính và sửa lại ngày nhập kho ngày 19 tháng 1 năm tài chính. Phần mềm sẽ tự động cập nhật mã thành phẩm theo lệnh sản xuất được nhập vào kho 155 với bút toán nợ cho tài khoản 155 có cho tài khoản 154. Số lượng là 34.600 viên. Với phần đơn giá và thành tiền của phiếu nhập kho thì khi thực hiện tính giá thành, phần mềm sẽ tự động cập nhật lên. Các bạn sẽ kiểm tra lại đối tượng tập hợp chi phí trong phần 2 nhỏ thống kê. Kiểm tra lại toàn bộ nội dung và chúng ta sẽ nhấn cất để hoàn thành thực hiện lập phiếu nhập kho. Và các bạn lưu ý, khi chúng ta mở lệnh sản xuất của ngày 14 tháng 1, trong phần tham chiếu đã có đủ phiếu xuất kho và phiếu nhập kho. Nhưng phát hiện lệnh sản xuất bị hạch toán sai hoặc định mức nguyên vật liệu cho thành phẩm đó chưa được đưa đúng, thì các bạn phải vào xóa bỏ phiếu xuất kho và phiếu nhập kho, nhấn bỏ ghi và nhấn xóa. Sau đó nhấn nạp và nhấn sửa để sửa lại lệnh sản xuất. Còn trong trường hợp sai từ phần định mức thì chúng ta nên xóa bỏ lệnh sản xuất để thực hiện kiểm tra lại phần mã thành phẩm để chọn đúng định mức nguyên vật liệu và quay lại lập lại lệnh sản xuất. Rồi sau đó thực hiện lập phiếu xuất kho và lập phiếu nhập kho thành phẩm. Như vậy trong phần lệnh sản xuất này đã được tích đủ lập phiếu xuất kho và lập phiếu nhập kho.